rất vinh dự cho lớp học hôm nay được đón các thầy cô giáo là lãnh đạo phòng giáo dục Bình Phúc cùng toàn thể thầy cô giáo đang giảng dạy của môn âm nhạc toàn viện về dự kiến các chúng ta buổi tiết học âm nhạc. Các bạn hãy chào đón thầy các cô bằng một tràng pháo tay. Hãy subscribe.